Ok là xin chào các bạn. Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật rất là thanh bình, rất là tươi đẹp, và tôi đang có mặt ở nhà hàng Thủy Tạ ở Hồ Gươm, Hồ Hoàn Kiếm, ao Hoàn Kiếm, Hà Nội nha. Hôm trước thì vừa mới ở Đà Nẵng quay cái clip mà anh tổ lái, anh ấy đội cái mẹt bánh rán, bánh giam bán trên đường phố Đà Nẵng mà chạy khắp Đà Nẵng không rớt đó. Đấy cũng là một cái clip mà mình vô tình quay được và cũng rất là hay. Nhưng mà có lẽ cái kênh của mình là về thể thao cho nên cái lượng view nó chưa được nhiều. Bởi vì cái clip đó nó không phải là clip nội dung thể thao. Và không vì thế mà mình không làm những cái clip không phải thể thao để phát trên kênh thể thao. Bởi vì hôm nay thì mình cũng có mặt ở đây trong một cái buổi sáng chủ nhật rất là đẹp. Và cái địa điểm mình đến lại là một cái địa điểm vô cùng hấp dẫn với tất cả những cái du khách trên khắp cả nước cũng như là du khách quốc tế. Và đã đến với Hà Nội, đã đến với Hồ Gươm thì không thể không thưởng thức một cái cây kem Thủy Tạ, đúng không? Nếu mà ai có tiền ấy thì sang cái nhà hàng bên kia đấy, thì ở đấy nó phục vụ rất là mắc, thực sự là mắc, bởi vì một cái kem ở đấy có thể 100.000 hay 150.000, có nhiều loại kem. Nhưng mà cái truyền thống thì người ta thường ăn kem bình dân, ăn kem bình dân ở cái cạnh cái nhà hàng Thủy Tạ này này. Đây là cái chỗ bán kem bình dân này. Mà cái quán này mới là cái quán mà mọi người ăn nhiều nhất. Bình thường thì người ta phải xếp hàng ở đây rất là đông cơ. Nhưng mà hôm nay hơi hẻo. Có lẽ là họ đã ăn kem nhiều vào cái lúc sớm rồi. Bây giờ thì nó cũng rơi vào cỡ khoảng 12 giờ trưa cho nên ít người ăn hơn. Đấy thì mình vẫn phải quay bởi vì đây là một cái địa điểm phải nói là quen thuộc với người dân Hà Nội trong nhiều chục năm qua. Nó đã gắn liền với cái thương hiệu đó là kem Thủy Tạ, đúng không? Tây tiết các thứ nhiều ở Hà Nội lắm. Họ cũng đến được nhiều quốc gia và họ cũng rất là thích cái văn hóa ăn kem của người dân thủ đô ở đây. Thì mình vào mình mua một cái nha. Thú thực là mình đã mua một cái rồi. Nhưng mà ăn kem ngon quá, mình lại vào mình mua cái nữa. Mình hay ăn kem sô-cô-la, hay ăn kem đậu xanh. Nhưng mà bây giờ thì mình mua cái kem ốc quế. Kem ốc quế tươi. Anh lấy cái gì nhỉ? 30.000 cho chị một hộp kem sô-cô-la. Vị dừa đi. Hộp số 50 ạ. Kem ốc quế tươi là 30k, vị dừa. Kem đậu xanh hình như là 12k gì đấy. Ba mươi ca. Ok là ok. Đây, vừa mua xong kem ốc quế tươi nhá. Và thưởng thức rồi. Còn gì đẹp hơn là thưởng thức một cây kem ở bên Hồ Gươm. Cười cả lớn rồi vẫn thích. Thực sự là lớn rồi nhưng vẫn rất thích ăn kem ở Hồ Gươm, ăn kem ở Thủy Tạ. Không hiểu sao, cứ đi qua đây là phải làm cái kem. Bất kể là khi bé, mấy tuổi cho đến khi lớn, mấy chục tuổi vẫn cứ thích một cái kem ở bên nhà hàng Thủy Tạ Hồ Gươm. Các bạn ạ, phê lắm, thử nhá. Điếng quá. Lạnh quá. Quá lạnh luôn. Rất ngon. Làm miếng nữa. Hồi xưa đi với bố mẹ ở đây mà mua mà có một cái kem này cơ mà mút cho cả nửa buổi chiều không hết. Bởi vì tiếc đúng không? Sợ ăn hết nhanh quá, tiếc. Mút lâu lâu mới hết được.
kỷ niệm ấy. Đây, đây là quán kem Thủy Tạ Hồ Gươm nha. Mình review một chút cho quý vị thấy được một cái miền ký ức ngày xưa của mỗi người đã từng sống và lớn lên ở Hà Nội, cũng như là những du khách đã từng đến Hà Nội và thưởng thức kem Thủy Tạ Hồ Gươm.